Những ngày qua, hiện tượng mạng xã hội liên quan đến người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điều bất bình thường là từ việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo vốn dĩ xuất phát bởi nhu cầu chính đáng và hết sức bình thường của một cá nhân đã bị thổi phồng quá mức trên mạng xã hội. Lợi dụng hình ảnh một người bộ hành tập học Phật để gieo rắc những thông tin phỉ báng công kích Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các nhà tu hành Phật giáo, gây mất niềm tin của nhân dân, Phật tử, phá hoại Phật Pháp, gây chia rẽ giữa các tôn giáo. Đó là những biến tướng nguy hiểm từ những ồn ào liên quan đến hiện tượng Thích Minh Tuệ, cần phải được nhận diện và ngăn chặn. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tỉnh táo trước âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo qua vụ Sư Thích Minh Tuệ. Theo báo Nhân dân, tràn ngập trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua là vô số các video clip ghi lại hình ảnh đoàn người tu hành theo Sư Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực dọc các tỉnh miền Trung. Nếu như ban đầu, nhóm người này mới chỉ thưa thớt vài ba người, di chuyển không quá ồn ào. Song do hiệu ứng đám đông nên số người tham gia ngày càng đông, có lúc lên tới trên 70 người. Việc tu tập thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Song một số cá nhân tham gia mạng xã hội đã đẩy sự việc lên quá mức. Về Sư Thích Minh Tuệ, gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa, tôn sùng ông như Đức Phật tái thế. Từ đây, sự việc trở nên ồn ào quá mức khi nhất cử nhất động của đoàn tu hành đều được hàng trăm YouTuber, TikToker, Facebooker ghi lại. Bình tĩnh suy xét, chúng ta đều thấy rằng người được gọi là Sư Thích Minh Tuệ vốn dĩ là một người bình thường. Tên khai sinh là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, quê gốc ở tỉnh Hà Tĩnh, thường trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Học hết trung học phổ thông, ông Lê Anh Tú đi nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về nhà, ông theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, rồi trở thành nhân viên đo đạc địa chính. Trong thời gian này, ông Lê Anh Tú đã tìm hiểu Phật Pháp qua sách vở và thực hành ăn chay, tu tại gia. Đến năm 2015, ông Tú quyết định xuất gia, lấy pháp hiệu là Thích Minh Tuệ. Từ năm 2017 đến năm 2023, ông đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Những lần đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của cá nhân diễn ra thuận lợi, không có khó khăn cản trở và cũng không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư Sư Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực xuyên Việt. Chỉ có điều lần này, sự can dự quá mức của mạng xã hội đã khiến cho sự việc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, bất chấp lời giải bày chân thành của cá nhân ông. Con chả phải là sư hay thầy gì cả, còn là một công dân Việt Nam học tập theo lời Phật dạy thôi. Và chúng ta đã thấy hậu quả nhãn tiền khi mạng xã hội cũng như một bộ phận người dân can dự quá mức vào đời sống riêng tư của một cá nhân. Đó là việc hàng chục, thậm chí cả trăm người sản xuất nội dung số trên nền tảng mạng xã hội bỗng thấy đây là miếng mồi béo bở để kiếm tiền, nên đã đổ xô theo chân thầy để livestream, gây ra sự hỗn loạn. Kéo theo đó là hàng ngàn người dân tò mò, hiếu kỳ hoặc trở nên sùng bái quá mức với Sư Thích Minh Tuệ nên đã tràn ra đường, tranh giành, xô đẩy, to tiếng với nhau để được nhìn, được chụp ảnh, thậm chí được chạm vào Sư Thích Minh Tuệ, khiến cho cảnh tượng hỗn loạn thường xuyên diễn ra. Lực lượng chức năng địa phương vất vả phân luồng giao thông cũng như đảm bảo trật tự dọc tuyến đường mà nhóm tu hành này đi qua. Cảm thấy bất ổn với sự quan tâm thái quá của đám đông hiếu kỳ, nhiều lần ông Tú đã bày tỏ rằng mình không cần ai đi theo hộ pháp và cũng khuyên mọi người trở về làm công việc của mình. Song nguyện vọng này của ông không thể làm giảm nhiệt đám đông. Tình hình có dấu hiệu ngày càng căng thẳng, khó kiểm soát. Đáng chú ý, ngày 30 tháng 5 năm 2024, một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Ngày 2 tháng 6 năm 2024, hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa họ đến bệnh viện để điều trị. Là người trong cuộc, ông Lê Anh Tú hiểu hơn ai hết những bất ổn xã hội đã và đang diễn ra,
do đó đã tự nguyện dừng đi bộ khất thực. Cụ thể, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 3 tháng 6 cho biết, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Hành động này của ông Lê Anh Tú đã nhận được sự đồng tình của nhiều người, bởi chuyến đi bộ hành kéo dài nhiều ngày trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân ông Lê Anh Tú cũng như những người đồng hành. Mặt khác, việc thu hút một đám đông đi theo sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, đồng thời gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính cá nhân ông Tú. Bởi vậy, quyết định dừng việc bộ hành khất thực ở thời điểm này để chuyển sang ẩn tu của ông Lê Anh Tú là sáng suốt, cần thiết và cũng cần được tôn trọng. Thế nhưng, một số đối tượng chống phá, phản động đã lập tức lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, như việc đưa tin sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt sư Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức, buộc phải dừng việc tu tập, v.v. Từ đó đã tạo cơ hội cho một số đối tượng chống phá ra sức bình luận, bóp méo bản chất sự việc nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ các tôn giáo với chính quyền, kích động người dân. Việt Nam là quốc gia luôn chú trọng và bảo đảm quyền con người của mọi công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, hiện nhà nước đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo với trên 26,5 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số cả nước, hơn 54.000 chức sắc, trên 135.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Theo kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew, có trụ sở ở Mỹ, Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng tôn giáo, thực hành nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. Điều 6 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016. Song cũng kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo để gây bất ổn xã hội, chống phá chế độ. Tại khoản 3, điều 24 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định rõ, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Đồng thời, tại điều 5 Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó đáng chú ý là các nội dung xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Thực tế này đòi hỏi người dân trong quá trình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của cá nhân cần thận trọng, tỉnh táo, không cho kẻ xấu lôi kéo lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Nhận diện âm mưu lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ. Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Thông tấn xã Việt Nam cũng đã đăng tải bài viết nhận diện âm mưu lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ. Theo Thông tấn xã Việt Nam, là một người bộ hành thầm lặng kể từ năm 2017, Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng ồn ào trên khắp các cõi mạng qua hình ảnh một khất sĩ đầu trần chân đất, đắp tấm y chắp vá từ nhiều mảnh vải nhặt được và ôm ruột nồi cơm điện đi khất thực dọc theo các tuyến đường. Bản thân ông Tú không tự nhận mình là một vị sư, không phải là thầy và cũng không có đệ tử. Ông chỉ bộ hành để tập học theo lời dạy của Đức Phật, vừa là để rèn luyện sức khỏe. Ông Thích Minh Tuệ cho biết ông đang tự tu theo hạnh Đầu Đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, trừ bỏ phiền não cấu trần, có từ thời Đức Phật tại thế. Ông thực hành các hạnh như mặc y phấn tảo, áo khâu từ vải vụn nhặt được, khất thực ngày ăn một bữa, sống ngoài trời, nơi gốc cây, nghĩa địa, không ngủ nằm, không nhận tiền cúng dường, v.v. Ông không tu tập theo sự chỉ dạy của một vị bổn sư, cũng không ở một trú xứ nào cụ thể như một ngôi chùa hay am thất, mà bộ hành rày đây mai đó,
và trong vài năm qua đã không gây ra bất cứ sự chú ý nào, cho đến khi thông tin về Sư Minh Tuệ được các TikToker, YouTuber, Facebooker thổi bùng khắp các trang mạng. Hình ảnh một người bộ hành tự xưng mình là con với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để tập học lời Phật dạy đã gây được thiện cảm trong một bộ phận cộng đồng mạng và người dân. Trong khi cũng có những luồng ý kiến bày tỏ sự hoài nghi hoặc chê trách, phản đối pháp tu của ông. Nhưng điều đáng nói ở đây là khi hình ảnh của Sư Minh Tuệ xôn xao trên mạng, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông của các thế lực thù địch nhằm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm vào các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật. Vô số những bài đăng, các video clip được cắt ghép dựng đăng tải, những thông tin mang tính chất so sánh phiến diện tiêu cực nhằm chỉ trích phỉ báng, làm xói mòn niềm tin, chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín Phật giáo. Luồng gió tiêu cực được thổi lên mạnh nhất xoay quanh ý kiến rất phiến diện cho rằng người tu sĩ phải thực hành hạnh đầu đà như ông Minh Tuệ mới là bậc chân tu, mới đúng tinh thần của Đức Phật. Không ít Facebooker, YouTuber, TikToker hay influencer, người có ảnh hưởng, đã tung nhiều bài đăng, nhiều video clip phỉ báng miệt thị chư tăng ở các chùa to Phật lớn, kèm theo luận điệu rằng tu hành kiểu không chùa, không cúng dường, từ bỏ vật chất như ông Minh Tuệ mới là thanh tịnh, là chân tu. Đó thực sự là những quan điểm hoàn toàn sai lệch. Không cần phải có kiến thức uyên thâm về Phật giáo cũng biết rằng trong các vị đại đệ tử của Phật, chỉ có Ngài Đại Ca Diếp là thực hành được hạnh đầu đà trọn vẹn. Các vị còn lại trong thập đại đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ananda, Ngài Upali không hành đủ 13 pháp hạnh đầu đà, nhưng đều là các bậc thánh tăng đã chứng đắc thánh quả cao nhất A-la-hán. Bên cạnh đó, bất cứ ai đã tìm hiểu về Phật giáo ở mức căn bản nhất cũng đều biết rằng ngay từ thời Đức Phật, Ngài đã thọ nhận và cho phép tăng đoàn sử dụng các ngôi tinh xá nguy nga do các quốc vương, các trưởng giả xây cất cúng dường, mà chứng tích vẫn còn hiển hiện trên đất nước Ấn Độ đến tận ngày nay. Các tinh xá là nơi Phật và chư thánh tăng giảng pháp, tiếp nhận đồ chúng và tu tập. Tiếp nối truyền thống đó, ngày nay các ngôi chùa tự viện cũng là nơi tăng ni tu tập, tầm cầu giác ngộ giải thoát theo tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy hoặc trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh theo tinh thần của Phật giáo Phát Triển hay Phật giáo Đại Thừa. Với những người tu hành chân chính, chùa to hay các điều kiện vật chất khác chỉ để phục vụ cho chí nguyện hoằng pháp độ sinh. Và thực tế là nhiều ngôi chùa to Phật lớn nhưng vẫn không thể đủ không gian cho Phật tử tu tập. Lại có một nghịch lý là trong xã hội ta ngày nay, nhiều người kêu ca phàn nàn về tình trạng thiếu trường học, kêu gọi xây thêm trường lớp cho học sinh. Nhưng những ngôi chùa vốn là trường học tâm, trường học đạo đức, khi được xây dựng làm nơi tu học cho tăng ni Phật tử, thì lại bị những thành phần chống phá, phỉ báng, bôi nhọ. Không chỉ vậy, làn sóng chống phá hiện nay của các thế lực thù địch còn lợi dụng hình ảnh Thích Minh Tuệ để so sánh với những hình ảnh phát ngôn chưa chuẩn mực của một số ít tăng sĩ, cố tình tạo ra một sự đối lập tương phản, hòng bôi xấu, nhuộm đen cộng đồng tu sĩ Phật giáo nói chung. Từ đó gây chia rẽ, gây mất niềm tin đối với người dân và Phật tử. Đây là một sự so sánh nguy hiểm khi họ cố tình lấy một số ít hiện tượng con sâu làm rầu nồi canh để đánh đồng bôi xấu hình ảnh Phật giáo, tăng sĩ Phật giáo nước ta và còn đồng thời công kích tín đồ Phật giáo là mê muội khi nghe giảng Phật Pháp cúng dường Tam Bảo. Nguy hiểm hơn, lợi dụng những ồn ào về hiện tượng Thích Minh Tuệ, các thế lực phân tử thù địch cũng nhắm tới mưu đồ chia rẽ tôn giáo với đảng, nhà nước. Một mặt để gia tăng các mâu thuẫn, hạ uy tín Phật giáo, những thành phần thù địch đã bịa đặt, miệt thị đường hướng phục vụ, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và xuyên tạc rằng đó là tinh thần lệ thuộc nhà nước của giáo hội. Việc người bộ hành Thích Minh Tuệ tự tu học Phật với những phát ngôn hành xử của ông là đúng hay sai, điều đó cần được soi chiếu bằng giáo luật và pháp luật. Người viết bài xin mạng phép không bàn ở đây. Nhưng với những diễn biến vừa qua và chắc chắn còn chưa dừng lại, có thể khẳng định hiện tượng Sư Minh Tuệ chính là cơ hội để các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn chớp thời cơ tận dụng một cách triệt để qua truyền thông xã hội để chia rẽ, hạ uy tín cộng đồng Phật giáo. Và cũng cần nhấn mạnh chính sách của đảng ta và hệ thống pháp luật về tôn giáo luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân.
Tuy nhiên, mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Những hoạt động tôn giáo ích nước lợi dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín đồ được đảm bảo. Ngược lại, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để làm mất trật tự an toàn xã hội, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống phá chính sách của đảng, nhà nước hay gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa của dân tộc đều bị xử lý theo pháp luật. Những người đệ tử Phật nói riêng và những người yêu kính các giá trị thiện đức nói chung vẫn luôn tin tưởng rằng không cần thông qua những ồn ào trên mạng xã hội, vẫn đang có rất nhiều những vị tăng, ni với đạo tâm kiên cố và tấm lòng thiết tha với đạo Pháp đang ngày đêm học hỏi tu tập theo chánh Pháp Phật, thanh tịnh thân tâm mình và làm lợi lạc cho đời, xứng đáng là những bậc sứ giả của Như Lai. Bộ hành lần thứ tư, điều gì khiến hành trình của ông Thích Minh Tuệ trở nên ồn ào? Thích Minh Tuệ, một người độc hành theo hạnh Đầu Đà, đã bắt đầu gây chú ý lớn trên mạng xã hội trong hành trình lần thứ tư của mình từ Nam ra Bắc. Trước đó, dù ông đã thực hiện 3 hành trình tương tự, nhưng không một lần nào thu hút sự chú ý như lần này. Sự khác biệt lớn trong lần thứ tư này có thể được giải thích qua sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội và công nghệ phát trực tiếp, cùng với sự thay đổi trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân. Khi Thích Minh Tuệ bắt đầu hành trình lần này, các nền tảng như YouTube và TikTok đã cho phép thông tin được lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết. Người dân, đặc biệt là giới trẻ, dõi theo hình ảnh một nhà sư đi bộ một mình, gieo duyên thiện lành qua các vùng đất khác nhau của đất nước. Hình ảnh đó đã tạo nên một sức hút lớn, biến ông từ một nhân vật ít được biết đến thành một hiện tượng mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này cũng mang đến nhiều hệ quả không mong muốn. Mặc dù Thích Minh Tuệ đã kêu gọi những người theo dõi không nên can thiệp vào hành trình tu tập của mình, yêu cầu họ không tụ tập hay quay phim, nhưng lời kêu gọi của ông dường như không được chú ý. Tình trạng hỗn loạn tiếp tục diễn ra, với những cảnh tượng xô đẩy và chen lấn, không chỉ làm ảnh hưởng đến ông, mà còn đến an ninh và an toàn giao thông tại các khu vực ông đi qua. Các video được lan truyền trên mạng xã hội không chỉ thu hút sự chú ý, mà còn kích động sự hiếu kỳ, với nhiều người bắt chước theo mà không hiểu bản chất thực sự của pháp môn tu tập mà Thích Minh Tuệ đang theo đuổi. Điều này đã dẫn đến việc một số cá nhân có hành vi quá khích, thậm chí gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, như trường hợp của một người đàn ông mặc trang phục nhà sư gây rối và tấn công người đi đường. Cảnh tượng lộn xộn, chen lấn, phản cảm ảnh hưởng tới an ninh trật tự và giao thông của không ít vùng. Đặc biệt, những ngày qua, không ít người sùng bái, thổi phồng, cổ suý, anh hùng hóa, tô vẽ Thích Minh Tuệ như một vị Phật sống, từ đó lợi dụng để truyền bá những tư tưởng không đúng về tôn giáo, gây mê tín dị đoan trong nhân dân. Trong bối cảnh này, cần phải có sự vào cuộc của cả cộng đồng và các cơ quan chức năng để đảm bảo rằng hành trình tu tập của Thích Minh Tuệ có thể tiếp tục một cách thanh tịnh và yên bình. Điều quan trọng là phải giáo dục cộng đồng về cách tôn trọng không gian cá nhân và tinh thần tu tập của người khác. Các nền tảng mạng xã hội cần có trách nhiệm hơn trong việc kiểm soát nội dung, đặc biệt là các video có thể gây rối trật tự công cộng. Pháp luật cũng cần được thực thi nghiêm ngặt để xử lý những hành vi lợi dụng tôn giáo để gây rối. Luật pháp Việt Nam cũng bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Chính vì vậy, bất kỳ hành động lợi dụng tín ngưỡng hoạt động tôn giáo để kích động chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, gieo rắc mê tín dị đoan nào cũng cần phải bị chỉnh đốn và bị trừng trị nghiêm trước pháp luật. Ông Thích Minh Tuệ không nhận mình là tu sĩ Phật giáo. Ông Lê Anh Tú cho biết, quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, năm 1994. Gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa, được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Minh có nghĩa là sáng, tuệ là trí tuệ, ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng. Sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa, con ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này, ông Tú giải thích. Ông Tú cho hay mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào. Giáo hội Phật giáo Việt Nam những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tập tu hành theo hạnh Đầu Đà. Tu hành này có 13 pháp khổ hạnh, trong đó hạnh Đầu Đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật Pháp. Người tu hành Đầu Đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc, ở,
áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Ông Thích Minh Tuệ chia sẻ trước đây từng nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật, nay chín chắn hơn nên muốn học tập làm theo những lời Phật dạy để xem đó có được hạnh phúc và an lạc hay không. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ việc để bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới xin phép bố mẹ lên đường. Vì quyết tâm theo khổ hạnh Đầu Đà, nên quá trình đi bộ, ông Thích Minh Tuệ đã tự nhặt các tấm vải vứt bên đường hoặc trong một thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Ai đó cố tình vứt cho, ông sẽ không nhận. Mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa. Khi đi trên đường, nếu gặp người có tâm, có duyên, gửi cơm chay hoặc nước thì ông chỉ dùng vừa đủ. Qua các con sông, suối, ông dừng lại tắm rửa. Buổi tối, ông thường nghỉ ngơi bên đường hoặc nghĩa địa. Đối với con, thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở, thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì phía trước nữa, ông nói. Quá trình đi bộ có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo. Ông Minh Tuệ nói họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai cũng muốn đi thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình. Nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Nếu ai đó còn phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng, đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay. Họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý, ông nói. Về việc những ngày gần đây, khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, quay phim, ông Thích Minh Tuệ cho hay, nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt. Còn tập trung chen nhau xô đẩy để ghi hình phát trực tiếp, la ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh. Dù không liên lạc với gia đình trong suốt 6 năm qua bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, song ông Thích Minh Tuệ chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Bản thân luôn tâm niệm làm theo lời Phật dạy để đền ơn cầu nguyện cho người thân gia đình được may mắn, bình an, không có tài sản vật chất. Nhưng ông cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ, ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức Phật giáo. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.